Napoleon Bonaparte, vị tướng tài ba của nước Pháp và thế giới. Có lẽ khi nhắc tới Napoleon, thì chúng ta nghĩ ngay đến một vị vua nổi tiếng nhất nước Pháp. Có khi một số người lại nhớ ra một loại rượu trên thị trường. Đó là một chút trêu đùa thôi, người nổi tiếng thì bao giờ tên tuổi cũng bị lợi dụng, để đặt tên cho một số sản phẩm nào đó. Hoàng đế Napoleon là một trong những nhân vật vĩ đại, đặc biệt và hấp dẫn bậc nhất của lịch sử nước Pháp nói riêng, và lịch sử thế giới nói chung. Cuộc đời, sự nghiệp của ông vẫn luôn là một đề tài hấp dẫn. Thuở nhỏ, Napoleon ham mê đọc sách. Ông học rất giỏi toán, nhưng ở các môn khác, sức học của vị tướng tài ba này chỉ đạt ở mức trung bình. Chỉ đến khi vào quân đội, ông mới dần khẳng định được bản thân. Định lý Napoleon. Có lẽ đây cũng là một dẫn chứng tương tự cho cái tên của người nổi tiếng. Vấn đề này được gán cho Napoleon, người được biết đến là một nhà toán học nghiệp dư. Nó được phát biểu như sau. Trong hình học phẳng, nếu như dựng ba tam giác đều cùng ra phía ngoài, hoặc cùng vào phía trong trên ba cạnh của một tam giác bất kỳ, thì tâm của các tam giác đều này tạo thành một tam giác đều. Nó thực sự khá ngạc nhiên khi hình dạng của tam giác kết quả không phụ thuộc vào hình dạng của hình tam giác ban đầu. Nếu như ba tam giác đều cùng dựng ra ngoài, ta có tam giác Napoleon ngoài. Còn ba tam giác cùng dựng vào phía trong, ta có tam giác Napoleon trong. Hiệu diện tích của hai tam giác Napoleon trong và ngoài bằng diện tích tam giác ban đầu. Điểm Napoleon. Hai tam giác Napoleon trong và ngoài của tam giác ABC thấu xạ với tam giác ABC tại hai điểm. Gọi là điểm Napoleon thứ nhất và thứ hai của tam giác ABC. Chúng được đánh số là X17 và X18. Dựng các tam giác đều trên cạnh của một lục giác. Dựng 6 tam giác đều trên các cạnh của một lục giác bất kỳ. Sao cho chúng cùng hướng ra ngoài hoặc vào trong. Khi đó trung điểm của các đoạn thẳng nối các trọng tâm của 3 cặp tam giác đều đối diện nhau tạo thành một tam giác đều. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.